Chào mọi người, rất vui khi mọi người đã quay trở lại với VDMart. Hôm nay thì VDMart xin giới thiệu tới mọi người một cái mẫu sản phẩm mới, Stem Mixer B7 dung tích 7 lít. Mẫu này thì sử dụng điện gia đình 220V, công suất là 300W, ô 7 lít. Hôm nay thì mình sẽ trực tiếp trộn bột lọc, trộn bột năng, làm bánh bột lọc cho cái sản phẩm này để mọi người có cái nhìn trực quan nhất. Máy này có 11 tốc độ điều chỉnh dễ dàng, máy chạy khá là êm. Quay gần lại. Máy có 3 phới đi kèm. Sau một thời gian trộn bằng với chân vịt thì chúng ta sẽ đổi sang với móc câu. Máy này thì có vỏ kim loại, trọng lượng khoảng 18 cân. Đây là trộn bột đầm, rất là đầm, không hề rung lắc. Đây là một thành phẩm của mình sau khi trộn xong. Rồi mình sẽ tắt máy và lấy bột ra. Sản phẩm này được phân phối bởi VDMart, máy bánh lò nướng của Nhật Bình chính hãng. Mọi chi tiết xin hệ với Tân Doanh 0919 826 368. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.